Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiểu Sư Phụ Ngày hôm nay thì mình sẽ thông tin cho các bạn về sự kiện ra mắt kênh youtube chính thức của Coin cap Và nhân cái sự kiện này thì bên Coin cap họ đang tổ chức uh, rất là nhiều cái event tặng uh, cái đồng USDT này NFT và kim cương để các bạn có thể nhận được rất nhiều phần quà đến từ Coin cap nhé Ok, nhiệm vụ làm thì rất là đơn giản thôi Đầu tiên thì các bạn đăng ký và bật thông báo cho kênh youtube của coi này. Các bạn truy cập vào kênh uh, uh, youtube của nó nhé. ở đây thì hiện tại là okay. có 50.000 người đăng ký nên là các bạn nhấn đăng ký và nhấn quả chuông để bật uh, cái thông báo nhé. nhấn bật cái quả chuông này, các bạn nhấn tất cả. thì uh, nhấn quả chuông này sẽ giúp cho các bạn uh, luôn được update những cái video mới nhất đến từ cái kênh uh, coi này của họ. sau đấy thì các bạn sẽ gửi thông tin của bạn và trả lời đúng tất cả những câu hỏi, ok thì chúng ta truy cập vào. Ở đây thì chúng ta sẽ uh, thấy là nó có cái form để chúng ta điền vào này. Ok, đây chính là cái form của khác YouTube uh, Lunch Event. Thì các bạn nhấn Start để có thể uh, tham gia nhé. Các bạn tích vào tôi không phải là người máy và nhấn Next. OK, chúng ta sẽ nhấn I Agree, tức là đồng ý với các điều khoản của nó. OK, ở đây thì các bạn sẽ lưu ý này, các bạn cần phải điền Binance UID của bạn vào đây. Thì làm để làm gì? thì bởi vì là khi các bạn nhận thưởng ấy thì nó sẽ trả về tài khoản của bạn ở trên sàn Binance. Thế nên các bạn bắt buộc phải điền Binance UID nhé. Đấy. Và cái tài khoản của bạn cần phải được KYC. Bạn nào chưa KYC thì chúng ta KYC nhé. Đây, bạn nào chưa có tài khoản sàn Binance nền thì các bạn có thể đăng ký nhé Sàn bái nền thì uh, uh, chúng ta không bàn đến nữa rồi Vì đây là một sàn giao dịch hàng đầu thế giới rồi Các bạn vào cái phần, đó là phần uh, Đây này, hình ông người này, các bạn vào phần tổng quan này Thì các bạn sẽ copy được cái um, ID của các bạn này ID của các bạn nó nằm ở đây nhé, các bạn copy lại Và các bạn paste vào ở bên, coi mấy cái cam ấy Sau đó các bạn nhấn Next Tiếp theo này, submit do CoinMarketCap registered email. Tức là điền cái email mà các bạn đã đăng ký tài khoản ở trên sàn CoinMarketCap ấy. Đấy. CoinMarketCap mà uh, nó bắt buộc chúng ta đăng ký nhá các bạn. Thì cái này đăng ký rất là đơn giản thôi. Sau khi đăng ký xong thì các bạn điền cái email mà các bạn đã đăng ký ở trên CoinMarketCap vào. Ok, sau đây các bạn nhấn next. Tiếp theo này, nó sẽ yêu cầu chúng ta share channel hoặc content on social media, sau đấy submit link url share content ở trên facebook, twitter, reddit. ok, thì cái này khá là đơn giản thôi. các bạn có thể uh, chia sẻ um, ví dụ cái đường link này đúng không? mình sẽ lấy like ví dụ cho các bạn nhé. mình sẽ truy cập vào một cái group facebook chẳng hạn đúng không? mình sẽ vào group của mình này. Mình sẽ chia sẻ này. Đấy. Uh, mình sẽ viết một cái status là events event uh, coi make it cap. Được chưa? Ok, sau đấy mình đăng lên. Các bạn có thể đăng lên bất kỳ một cái hội nhóm uh, hoặc là tài khoản Facebook cá nhân của bạn sau đấy các bạn vào cái phần Tham này để các bạn copy được cái đường link mà chúng ta đã chia sẻ nhé các bạn lưu ý nhé cái bài viết của chúng ta phải public nhé đấy, sau đấy các bạn paste vào sau đấy các bạn nhấn Next OK tiếp theo này What is the CoinMaker cap YouTube Channel Ok, đáp án của câu hỏi này là cái đáp án đầu tiên nhé Coi mấy KitKat cho các bạn, nó hỏi là Đấy, tiếp theo này What user so win? Subscribe, bật Cái này này, đáp án đây này, này Đấy, điều kiện để các bạn có thể chiến thắng được Kim Cương và đồng NFT trong cái sự kiện Chúng ta bật và uh, turn on Đấy, đáp án là subscribe và turn on, thông báo nhé Tức là Ok what daily omega kit capsule. Ok, có hỏi là có hỏi này what is the daily coin kit cap uh, show cones được? thì các bạn điền uh, daily new recap nhé bạn điền đáp án là daily new cap cho mình. Ok, sau đấy các bạn nhấn next. Tiếp theo này, các bạn sử dụng ví bip20 USDT. Ủa, lần này nó yêu cầu ví bip20 à? Ok, hai 20 thì các bạn sẽ lấy ở đây này. Các bạn vào phần ví và vào phần Fiat và support ở trên sàn uh, Binance nhé Bạn chọn USDT này. Đây, thì các bạn chọn cái phần là phần nạp tiền này. Sau đó các bạn chọn cái mạng. Các bạn chọn cái mạng là mạng uh, đây, chọn mạng ở phía dưới này nhá, chọn mạng. vip 20 này, BB2 Bit 2 này nó yêu cầu cả memo mà nhỉ. Nếu mà không có memo thì làm sao mà ấy được? Bit 2. Ok. Bạn phải cung cấp nếu không bạn sẽ mất coi. Ok, ở đây thì các bạn sử dụng ví PIP20 à PIP2 này. Đấy, có cái đầu là BNB nhé Đấy. Thì các bạn điền vào đây cho mình, sau đó các bạn nhấn next thì nó sẽ yêu cầu tiếp tục chúng ta điền cái memo. Đấy, thì các bạn copy cái memo ở trên sàn Binance các bạn điền vào đầy đủ cho mình nhé Sau đó các bạn nhấn next. Ok. Ok, để có thể nhận được uh, được được uh, NFT ấy, thì các bạn sẽ có thể À, các bạn sẽ phải sử dụng uh, RC1155 năm uh, wallet address. Ở đây thì nó xem nào. Ở đây thì uh, nó uh, hướng dẫn chúng ta này. Có thể tìm ở trên ví engine này. Đây, không biết là vị trớt wallet khó không nhỉ? Nếu bạn uh, Ok mình sẽ dịch ra cái này phần này xem nhé Ở cái phần uh, điền ví ở ví nhận cái đồng NFT ấy, thì nó sẽ yêu cầu chúng ta sử dụng cái công nghệ là ERC1155 và nó khuyến khích chúng ta sử dụng cái ví engine wallet NFT này các bạn này các bạn cái ví này nó sẽ hỗ trợ tốt nhất về cái công nghệ là công nghệ uh, NFT nhé Tuy nhiên nếu các bạn sử dụng ví Ethereum với cái nhiều mạng khác nhau thì các bạn có thể vẫn nhận được cái đồng NFT này nếu như các bạn đăng nhập vào ví engine wallet bằng cái private key của ví metamask đấy thì các bạn hiểu là chúng ta có thể sử dụng ví metamask để có thể nhận được nhá đấy tuy nhiên thì sau đấy thì các bạn sẽ phải đăng nhập bằng cái uh, engine wallet app này này bằng cái private key trên ví metamask bởi vì cơ chế của nó là nó đồng bộ ở trong blockchain cùng nhau mà đấy thì các bạn có thể một là các bạn tải cái ví engine wallet app này về để các bạn uh, lấy cái ví ethereum erc 1155 hai là các bạn cứ lấy tạm ví metamask các bạn điền vào cho mình ok sau đấy thì các bạn nhấn submit lên ta sẽ phải điền vào cái cấp trả của nó và nhấn submit form. Ok thì các bạn có thể thấy là uh, nó sẽ thông báo cho chúng ta là thank you uh, subscriber new letter to require more events new tức là các bạn uh, đăng ký cái new uh, letter của coin cap này để các bạn có thể nhận được thêm nhiều cái uh, sự kiện uh, free uh, mới nữa thì các bạn có thể uh, ấn vào đấy sau các bạn nhấn vào phần uh, nhập email này, các bạn nhập vào đây, thì các bạn sẽ cập nhật được những cái chương trình airop cũng như những cái event chất lượng đến từ uh, coinmarketcap sớm nhất nhé. đấy, thì các bạn nhấn vào subscriber nào ok. sau đó các bạn check cái email này, đấy, check cái email để chờ. Nhận cái uh, mail của của CoinMarketCap là được nhé. Để các bạn uh, đăng ký ở đấy là được. Mail tới hơi chậm nhỉ. Ok. Đây này. Các bạn nhấn confirm my surprise này. rồi chúng ta sẽ phải nhập một lần nữa thì các bạn nhập lại nhá, mình sẽ hướng dẫn cho bạn luôn này, các bạn điền email vào. sau đây các bạn chọn quốc gia, quốc gia của chúng ta là việt nam đúng không? tất cả đi, tích vào tất cả nhá, sau đó tích vào này. sau đó các bạn nhấn on set. ok như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn về cái chương trình của cái sự kiện uh, youtube Coinbase KitKat Hy vọng là các bạn làm và chúc cho các bạn nhận được, được, thật nhiều USDT, nhận được thật nhiều đồng coin NFT và nhận được thật nhiều Diamond đến từ cái sự kiện nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của Tiểu Sư Phụ. Những cái gì thắc mắc không hiểu thì các bạn có thể comment ở phía dưới của video. Mình sẽ giải đáp giúp cho các bạn nhé. Còn bây giờ, xin thân ái, chào và hẹn gặp lại.